Nhiều anh em sử dụng chân máy ảnh tripod để livestream làm TikTok cần lưu ý một số đặc điểm sau để dùng cho nó linh hoạt và hiệu quả nhé. Đầu tiên, trên tripod dù đắt hay rẻ đều có thể tháo được mấy miếng đệm này, nó gọi là miếng plate, rồi từ đó gắn miếng này dưới đáy máy ảnh hoặc gắn vào kẹp điện thoại. Tuyệt đối không được dùng máy ảnh gắn trực tiếp lên chân máy như thế này. Nếu làm như vậy, về lâu dài sẽ làm xước phần đáy máy ảnh, gây mất thẩm mỹ và không chắc chắn. Tương tự như vậy, các bạn không được xoáy kẹp điện thoại trực tiếp lên chân máy ảnh như thế này. Những chiếc kẹp này được làm bằng nhựa và rất dễ vỡ nếu vặn như vậy. Thay vào đó, các bạn hãy tháo miếng plate trên chân rồi vặn con ốc phía dưới miếng plate. Làm như vậy, kẹp điện thoại của bạn sẽ chắc chắn và linh hoạt hơn. Một lưu ý nữa, đó chính là trên cái kẹp điện thoại thường có hai lỗ ốc vít ở thân và dưới đáy của kẹp điện thoại. Chúng ta không gắn kẹp điện thoại lên chân máy ở dạng chữ U như thế này. Vì khi gắn như vậy, điện thoại của bạn sẽ nằm phương song song so với tay cầm của chân máy ảnh. Điều này làm cho góc điện thoại rất khó di chuyển. Hơn nữa, nếu các bạn gắn như vậy, nếu muốn quay dọc hoặc quay ngang máy, các bạn sẽ phải xoay kẹp điện thoại như thế này. Làm kẹp điện thoại sẽ mất ổn định và có thể rơi vỡ. Kẹp điện thoại thì không có giá trị, nhưng điện thoại kẹp trên nó thì rất mắc tiền. Cách chuẩn nhất khi gắn là các bạn phải vặn kẹp điện thoại lên trên chân máy dạng chữ C. Khi lắp dạng chữ C như thế này, thao tác tháo lắp điện thoại khỏi kẹp cực kỳ dễ dàng và tay cầm lia máy tạo một góc vuông giúp chúng ta di chuyển điện thoại rất linh hoạt. Các bạn muốn quay dọc máy ảnh để quay TikTok chẳng hạn thì chúng ta có thể xoay dọc chân máy chứ không phải xoay kẹp điện thoại nữa. Điều này giúp điện thoại của các bạn luôn luôn chắc chắn trên tripod. Sở dĩ mình làm video này vì thực sự có rất nhiều khách hàng khi mua tripod bên mình vô tình nhìn thấy các bạn gắn kẹp điện thoại theo dạng này. Cá nhân thì rất thấy gai mắt. Hy vọng với video này sẽ giúp cho bạn đã và đang sử dụng chân máy ảnh được hiệu quả hơn. Ai chưa có chân máy ảnh thì biết mua ở đâu rồi chứ ạ. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.